Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái module, tức là ở trong tiếng Việt nó là module đó các bạn. Ok, coi nó là cái giống gì nha. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi thì thật sự cái module đó, nó cũng giống như là cái khái niệm thôi các bạn. Ví dụ như mình nói trong cái thư mục của mình, những cái folder ha, mình có nhiều cái file hay là những cái folder khác, mình bỏ vô một cái folder đó, thì cái folder mà ở trên đầu tiên đó, không phải đầu tiên mà giống như tại cái thời điểm đó đó, thì người ta gọi là một cái module, thì nó chứa nhiều cái component khác thôi. Thí dụ như trong cái project của mình, nó có cái app nè, là cái tên chánh nè, dot module, phải không? Tức là nó bao gồm, mình giống như kiểu đại khái mình nói theo cái nhiều cái ngôn ngữ khác, nó gọi là cái packet. Ví dụ mình bỏ gom chung một cái thùng hay là gì đó, thì những cái thứ trong cái thùng đó nó có thể là cái component, nó có thể là một cái thùng nhỏ khác, tức là cái packet khác, phải không? Đại khái nói chung là gom vô trong một thùng, thì cái thùng đó nó gọi là module, ok? Thì giống như cái video trước mình đã làm cái component home nè, rồi cái mình bỏ vô trong cái app module của mình, tức là nguyên cái thùng của mình nó có cái component home của mình, ha. Thì khi nè, nó có nhiều lắm, thí dụ như nó có mấy cái, thay vì nó gọi là component, rồi nó gọi là những cái service khác này, chung quy là giống như là một cái file hay là một cái folder khác, hay là một cái hình ảnh, hay là một cái gì đó, nói chung mình cứ gom như bỏ trong một cái thư mục hay là trong một cái thùng, thì cái thùng đó nó gọi là module. Thì giống như là mười mốt là mình khai báo là ok, ta xài cái module đó, tức là trong ruột đó là coi như là để sẵn sàng cho mình xài. Đại khái nó giống như là một cái thư viện thôi, đẳng qua là cái tên nó khác thôi. Các bạn thấy nó thấy chữ module ở phía sau không? Đó là nó kiểu vậy. Ok, thì mình cũng quên nói, để mình nói luôn, mỗi cái component đó thì nó có chữ component phía sau đó, cho nên mình để mình nhận diện được thì mình sẽ biết được cái đó là cái component hay là cái module hay là cái quái gì đó. Ok, rồi thì coi như là cái module thì cũng đơn giản như vậy thôi. Mình khai báo thì mình khai báo một thằng ở trên thôi, còn trong ruột của nó có gì thì mình cứ lấy mình xài thôi. Ok, thì nói chung nó chỉ là lý thuyết là như vậy, cũng không có cái gì mà đặc biệt. Rồi từ từ có cái gì hay ho thêm mình sẽ nói sao. Ok, video này quá ngắn luôn, siêu ngắn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Bye bye.